Đây công việc của mình để mà cho gà ăn thôi chứ. Nghỉ dịch à. Còn bún chân. Đây ăn. Đây là con chuột nó ăn mít nè. Đó. À, thấy rồi, nó đang ăn mít, nó biết ăn mít rồi bà. Đi bèo. Con này đâu ôm à. Ôm về mình nấu con chua luôn. Có đâu râm nữa nè. Cái này là có ngò gà ấy. Này trong vườn mình nè. Này nó già nè. Này ngò gà. Này trong vườn đó nha. Trong vườn có gì nó có gì nó hơi bị không có giống như là người mà trồng chuyên nghiệp. Đó, vườn có gì đó lấy ăn thôi. Dâu từng dày lá rồi nè. Chị bình ho. Này cái cây này người ta gọi là cây kèo nèo. Này như muốn nước nè. Nó mình bẻ. À. Ở trong vườn mình có gì mình ăn đó thôi. Ở trong vườn mình có cái gì. Hôm nay mình đi quay thử trong vườn mình có cái gì thì mình lặt đó. Nó muốn nước rồi cây kèo nèo. Này là mình bứt rau muống này để mình vô mình làm mình nấu canh chua. Mít này mình mới mua thêm vài chục cây để trồng thêm cái vườn. Thấy cái dòng nó thưa quá. Cái vườn nó thưa. Đó. Đó mùng tơi nè. Đó mùng tơi xanh. Mùng tơi này nhúng lẩu là thầy luôn á. Nhưng mà mình đang nấu canh chua rồi nên để vài bữa nữa mình hái cua. Đó thấy không, bữa là mình bứt là nhiêu đó là còn không hết á. À đó quá trời cua trong vườn mình đó nha. Nó có gì mình quay đó. Đây là cây sa cơ. Chú ngự này là thường là ăn sống hoặc là mình luộc luôn lên khi mà nó bự lên tí xíu nó hơi già già. Còn này là cái bắp chuối đó. Chú ngự nó khi mà nó lớn nè hay đó, gọi là chú ngự cận cảnh nguyên hoài. Đây nè, đó gieo hột 3 năm nay nó mới lên nè. Đó mồng tơi chú sáp để nấu thôi chứ ăn sống cũng như là không có ăn nó dở lắm đó. Ăn sống là nó dở, khi mà mình luộc lên nó chín mà luộc lên ăn rất là ngọt. Trái ăn chậm mà cuối cùng có trái ăn. Này, trái nó đây. Chín mà mình không biết nó mọc tùm lum hết. Chín mà mình không biết rồi mình bây giờ nè mà để mấy con tí nó ăn hết.
Cái này là trái lê kima, được hai trái, chờ tới ngày nó chín. Đây cái cây của nó nè. Nhà thì đẻ 5 em, thêm con mẹ nữa là 6. Thì mấy bữa nay mình chạy xe, nhưng mà mấy bữa nay thì mình nghỉ. Mít này mít gì á? Đây là mít Thái, nhưng mà bây giờ giờ Thái rẻ quá, để dành ăn luôn. Mít chín cây hiếm lắm mới gặp á. Con chó mà nó ăn mít. Ăn mít luôn. Ăn đi con. Này cho mấy con chó con nó ăn dữ lắm á. Kèn mình Kèn mấy con chó đã không Kèn? Mấy con chó đã không? Đâu, để đâu vậy? Trong phòng luôn hả? Nó vô trong phòng luôn hả? Ê khoan, để đi ra coi cái giường trước rồi vô nhà. Mưa này khỏi tưới. Rau muống, rau dền, cà bắp, đậu gồng, cũng gai vàng chứ bộ. Bò móc lên tới cái máy máy lạnh chảnh luôn à. Thủy con khỉ. Thủy canh luôn hả? Đây là cây nho. Được hai cây nho. Không quen thôi. Đúng không? Là trồng không cần đất đúng không? Là ở trong nước không hả? Nước thì phải có. Nó chết queo rồi. Phải ấy da trời. Phải có ấy da dướng đây rồi. Nó lên có hai cây à. Bà chồng gì bí hay gì vậy? Nước ấy chồng thủy canh là không cần đất phải không mày? Đúng rồi. Thủy canh rồi. Nho này chừng nào có trái trời. Chừng nào có chồng để con trời con lớn luôn mới có trái. Ấy da. Đây cái chuồng gà. Trời ơi, bắt con đó đó. Cái gì mà đâu nó làm bạc kìa trời. Trời ơi, chó ở trong phòng luôn hả? Trời ơi, chó ở trong phòng luôn hả? Đúng rồi, sao con để nè. Đây là con mặt đúng chia theo món chè chứ. Vú xệ dữ rồi trời. Nó mới đẻ lên đúng rồi. Ăn rồi đẻ tối ngày. Cái này rồi. Chè giải mà, chè giải mà. Chè giải hư rồi. Hư rồi. À đú đú chim nè, ở gì con chó này đẻ không có cái quạt. Bởi cái quạt. Con chó bự lắm. Vô quay lén rồi ba chữ. Trời ơi. Con chó này nè. Nó chưa mở mắt đúng không? Chó này. Trời ơi, cầm nhẹ nó cầm gì mạnh dưới trời. Chó này sắp chết rồi đó. Đưa cho mượn một con ơi. Con kia đi, con khác đi. Này đúng không? Trời ơi. Đúng là để thuê nè, không có con nào giống mẹ hết trơn. Em có tải game chơi thử nè. Ok chứ. Lú.
chưa có mở mắt. Đúng rồi, nhiều con chưa mở mắt. Nó bằng cùm tay à. Ừ, trời ơi cưng, đâu có 4 con mà. Có 6 con. 4 con à. Con vô đây nè. À, đù. Con này bỏ dưới này à. À, chứ không chưa lợn. Đâu, mới có 5 con hả? Còn con nữa đâu? 5 con, 6 con. Ừ, con nào cũng màu nâu hết trơn nha. 3, 4, 5, 6.